Thảm kịch dẫm đạp tại lễ hội Halloween tại Itaewon, Hàn Quốc khiến ít nhất 151 người chết. Mặc dù công tác sơ cấp cứu được triển khai nhanh chóng, nhưng số người thương vong vẫn cao. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, giới chức Seoul đã huy động được hơn 1.700 nhân viên cứu hộ đến hỗ trợ nạn nhân. Trong đó thì chủ yếu là sơ cứu y tế. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng huy động được rất nhiều người dân tham gia như ép tim, thổi ngạt để cứu sống các nạn nhân. Vâng ạ, trông người lại ngẫm đến ta. Với người dân Việt Nam thì kỹ năng sơ cứu gần như là bằng không. Theo đó thì rất nhiều những trường hợp chứng kiến người gặp nạn mặc dù rất muốn cứu giúp nhưng họ lại thiếu về kỹ năng. Hoặc có chút kỹ năng nhưng không đủ tự tin để có thể sơ cấp cứu. Tuy nhiên có một tín hiệu rất đáng mừng, đó là ngày càng có rất nhiều người họ đã tự trang bị kỹ năng sơ cứu cho bản thân bằng cách đi học các lớp sơ cấp cứu. Việc trang bị kỹ năng bài bản, đúng kỹ thuật sẽ giúp mỗi con người có thể tự cứu mình, cứu người thân và xa hơn nữa là giúp đỡ cho cộng đồng. Lớp học mầm non hôm nay không giống mọi ngày. Cô giáo trở thành học sinh, giáo cụ học tập không phải sách vở mà là những mô hình người silicon. Hôm nay, các cô giáo được hướng dẫn kỹ năng hồi sinh tim phổi, hay nói dễ hiểu là kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực và thổi ngạt. Cùng với đó là kỹ thuật hemic, xử trí hóc dị vật. Đây đều là những kỹ thuật sơ cứu cơ bản nhất giúp các cô xử trí kịp thời, chính xác trong môi trường giáo dục mầm non với nhiều mối nguy hại, tai nạn thương tích ở trẻ. Sẽ tự tin hơn để xử lý những cái tình huống mà xảy ra ở trên lớp. Và tôi cũng mong là được học thêm nhiều buổi này để có thể là thứ nhất là cho kinh nghiệm của chính bản thân, thứ hai là cũng phục vụ cho công việc ở trên lớp của mình. Sau khi học cái này thì tôi đã có những kiến thức cơ bản hơn, chắc chắn hơn, vì vậy tôi sẽ tự tin hơn nếu mà gặp những trường hợp mà cần phải cấp cứu. Ra ngoài đường mà tôi gặp bất kỳ một trường hợp nào cần phải cấp cứu hay là cần sự hỗ trợ thì tôi rất là tự tin và sẵn sàng. Những kỹ năng quen mà lạ, trước đây phòng giáo dục quận cũng đã từng tập huấn các kỹ năng này cho các cô. Tuy nhiên buổi tập huấn với cả trăm giáo viên khiến họ chưa một lần được chạm đến mô hình silicon. Giờ đây họ được đào tạo bài bản, được cầm tay chỉ việc, họ phải thực hành đến khi nào làm đúng kỹ thuật mới thôi. Và hôm nay họ mới biết rằng ép tim đúng kỹ thuật phải đạt độ sâu bao nhiêu, tần suất như thế nào và mất sức ra sao. Chỉ khi mô hình người hiện lên hai đèn màu xanh, họ mới được công nhận làm đúng kỹ thuật. Trước kia khi mà tôi được học được đi dự cái tập huấn đó thì nó rất là đông và cũng mình chỉ học lý thuyết là chính. Còn lại cái phần thực hành thì chúng tôi được thực hành rất là ít. Qua cái buổi học hôm nay thì tôi cũng thấy là mình rất là may mắn khi mình vừa được học trên lý thuyết và vừa được thực hành ngay lập tức và cũng được các bác sĩ cũng hướng dẫn mình thực hành làm sao để là đúng nhất và đảm bảo nhất. Đó là cái mà chúng tôi đang cần và rất cần. Thì khi mà giáo viên của tôi có kỹ năng, có hiểu biết thì tôi sẽ yên tâm hơn rất là nhiều. Và chắc chắn là sau một cái buổi học như thế này thì các cô giáo của tôi sẽ có thể tự tin vững vàng và có thể xử lý kịp thời nhanh chóng những trường hợp xảy ra trong trường học cũng như là ngoài cuộc sống. Chúng tôi thì cũng cảm thấy là chắc là cũng không quá khó, nhưng mà thực sự khi mà trải qua thực hành thì chúng tôi cảm thấy là mọi thứ đều cần phải rất tỉ mỉ, rất là cẩn thận, chỉn chu, bởi vì mỗi một giây một phút là cuộc sống và tính mạng của một con người. Đây rõ ràng là những tín hiệu đáng mừng với cấp cứu ngoại viện ở Việt Nam. Ngày càng có nhiều người dân với những công việc, nghề nghiệp khác nhau đã trở thành học viên của lớp hướng dẫn sơ cứu. Từ giáo viên, lái xe, nay có cả bác sĩ, người giúp việc trong những gia đình có điều kiện. Mình rất là mừng là càng ngày càng nhiều người quan tâm. Rất nhiều người là người ta tự đăng ký học, tự trả tiền học. Như vậy là cái kiến thức của mọi người về y tế càng ngày càng muốn là được tiếp cận nhiều hơn nữa để đáp ứng cái mong mỏi của họ. Các kỹ thuật mình đã được học trực tiếp theo chương trình của Mỹ. Vì thế mà mình mở ra cái trung tâm này với ước mong đem lại cho bà con mình cái kỹ thuật đúng. Các gia đình có điều kiện mà có người trông trẻ nhỏ, hãy cho các bạn ấy đi học, hãy cho các cô đấy đi học.
và đã có những gia đình họ cho đi học rồi, họ cho cả lái xe đi học luôn. Khi mà nói đến vấn đề sơ cấp cứu thì mọi người thường nghĩ đến là việc cấp cứu là chờ các nhân viên y tế đến. Tức là mọi người chỉ nghĩ là sơ cấp cứu là cứu sơ sơ thôi, làm sơ sơ rồi để đấy bác sĩ đến bác ấy làm. Tuy nhiên thì khi các đến với học viên thì mọi người cũng đã thay đổi cái suy nghĩ là mọi người biết cách là cái việc cấp cứu ban đầu là quan trọng và cái vai trò của những người bên cạnh rất là quan trọng. Và người ta tiếp thu, người ta thay đổi cái suy nghĩ và người ta tiếp thu rất là nhanh ạ. Các học viên thì đến đều vì cái mục tiêu là vì cộng đồng, vì đầu tiên là vì bản thân, sau đấy là vì những người xung quanh, gia đình, bạn bè và hơn nữa là vì cộng đồng. Thế nên là các học viên đều cảm thấy rất là mong muốn học và người ta học rất là nghiêm túc. Trước đây, giống như nhiều người, các cô giáo mầm non này nghĩ sơ cứu là việc của nhân viên y tế. Nhưng sau những vụ việc trẻ tử vong tại trường mầm non do hóc dị vật, do sặc cháo, họ hiểu rằng chỉ có họ, những người kề cận với học sinh mới có thể kịp thời xử trí các tình huống khẩn nguy ở trẻ. Những động tác dứt khoát, thái độ học tập tích cực cho thấy đây là những giờ học thực sự nghiêm túc, thực sự thiết yếu đối với họ.